Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Theo số liệu từ Bộ Công an cho biết thì trên thế giới hiện nay có khoảng 600 loại ma túy khác nhau. Mỗi năm thì xuất hiện thêm hàng chục chất, chủ yếu là ma túy tổng hợp. Vì là ma túy mới nên các đối tượng tàng trữ và vận chuyển sử dụng những thủ đoạn mới tinh vi và khó phát hiện hơn. Và cũng chính là vì ma túy mới nên việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm ma túy này cũng gặp nhiều khó khăn mới. Trong những bản tin trước thì chúng tôi đã phân tích về tác hại của rất nhiều loại ma túy mới, so sánh sự khác biệt giữa ma túy cổ điển với ma túy thế hệ mới. Hôm nay, trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị có thông tin một cách bao quát nhất, đầy đủ nhất về bức tranh ma túy mới hiện có qua cuộc trò chuyện với Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Thưa Đại tá Vũ Văn Hậu, được biết thời gian qua thì có khá là nhiều loại ma túy mới thâm nhập và xuất hiện ở nước ta. Vậy thì đại tá có thể kể ra một vài các loại ma túy mới tiêu biểu trong thời gian vừa rồi không ạ? Phải nói là không may chúng ta ở một cái địa chính trị, ở một cái vùng mà nó giáp với cái sự phức tạp bậc nhất của thế giới. Đó là khu vực Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng. Cho nên cái nguồn áp lực về ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam là rất lớn. Trước đây thì lá khát và vừa qua thì loại nấm độc, và tới đây sẽ còn có những cái loại mới nữa, thì cuộc chiến đấu của chúng tôi cũng không có gì là lạ cái chuyện đó cả. Rõ ràng là ma túy mới thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái khó khăn mới. Vậy thì với những cái loại ma túy mới này thì các ông đã gặp phải những khó khăn gì trong quá trình phòng ngừa cũng như là đấu tranh tội phạm về ma túy? Đối với lại các cái loại ma túy mới, cái khó khăn thứ nhất là chúng tôi khó khăn về luật. Cách đây hơn một năm, chúng tôi cũng đã bắt được một số vụ hàng tấn cái lá khát. Mặc dù đó là cái sự độc hại của cái chất ma túy, nhưng trong luật chưa quy định thì chưa xử lý được. Đấy. Cái khó khăn thứ hai, đương nhiên là mọi người đều biết là khi nó là một cái loại ma túy mới, thì cái việc mà phát hiện đã khó, nhưng việc xử lý rồi giám định, thậm chí có những cái chất mà chúng ta chưa có cái mẫu để giám định, để khẳng định đấy là ma túy, cho nên là nó khó. Và cái thứ ba, đó là vì cái loại mới như thế cho nên nó thường ngụy trang vào các một cái loại hàng hóa thông thường. Cho nên khi mà chúng ta phát hiện ra thì phải có những cái cơ sở, có những cái biện pháp nghiệp vụ ở một cái trình độ cao thì mới phát hiện để bắt giữ được cái loại này. Vậy thì chắc hẳn là thủ đoạn vận chuyển rồi thì qua mặt các lực lượng chức năng của những đối tượng buôn bán ma túy mới chắc hẳn là rất tinh vi đúng không ạ? Tội phạm ma túy là cái loại tội phạm nguy hiểm mà nó có nhiều những cái thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Trong cái cuộc đấu tranh của chúng tôi thì cũng sẵn sàng phải đấu súng. Thế nhưng mà cái thường xuyên mà gặp vào đối mặt với nó, đó là những cái thủ đoạn mà chúng che giấu cái hành vi phạm tội. Có thể nói rằng là chúng dùng trăm phương nghìn kế để mà che giấu các cái hành vi, các cái hoạt động phạm tội. Đặc biệt là chúng rất thích lợi dụng cái loại hàng hóa mà có thể là mau hỏng, có thể là dễ thiêu thối. Cho nên khi chúng tôi mà phát hiện, kiểm tra bắt giữ, không nắm chắc thì rất có thể là hỏng cái hàng của cái người ta mua bán, thậm chí người ta bắt đền đấy chứ. Cho nên nó lợi dụng vào cái việc đó, thậm chí là hàng có mùi khó chịu như mắm, như là các cái loại chất mà nó có thể là gây ra cái mùi vị khó chịu để cản trở cái gây khó dễ cho cái việc đó. Thế còn ngoài ra thì chúng có thể lợi dụng tất cả những cái kẽ hở, những cái vách, những cái hốc mà chúng tạo ra, có khi là một cái loa nhưng mà bên trong cái loa thì lại là ma túy, có khi một cái đôi dép nhưng mà cái đế của nó thì lại bằng ma túy, vân vân. Có nghĩa là trăm phương nghìn kế, rất nhiều thủ đoạn ở đây, có thể nói là không từ bất cứ một thủ đoạn gì để mà chúng giấu ma túy trong cái quá trình vận chuyển mua bán. Cho nên là để vạch chân được những cái hoạt động phạm tội của chúng thì chúng tôi phải rất công phu bằng nhiều các cái biện pháp nghiệp vụ, trinh sát rất là kỹ càng thì mới phát hiện được. Việc sử dụng ma túy, các cái loại ma túy tổng hợp, loại ma túy mới thì nó lại có một cái đặc điểm rất là khó khăn cho chúng tôi trong đấu tranh. Đó là dễ cất giấu, dễ sử dụng. Trước đây nếu là heroin thì còn phải có cái bơm kim tiêm, còn có phải có cái bật lửa, cái giấy bạc để mà hút rồi mà chích rồi mà hít. Thế nhưng mà
Hiện nay thì có thể là chỉ một viên, như là một viên thuốc sử dụng thông thường là có thể là nó đã sử dụng được. Và khi bị phát hiện đấu tranh thì có thể chúng phi tang rất nhanh. Cho nên một số những cái trận đánh mà chúng tôi tổ chức, kể cả ở quán bar, vũ trường, có khi nhiều thì chúng đổ luôn vào trong cái toilet để phi tang. Mà ít thì chúng vứt ra ngoài sàn. Cho nên là sau khi mà kiểm tra xét trên mặt sàn nên là có rất nhiều các cái viên ma túy. Nên vì chúng chỉ cần móc trong túi vứt ra, thế là xong. Đại tá có thể phân tích những cái sự khác biệt giữa tác hại của ma túy mới so với những loại ma túy truyền thống không ạ? Nó tác động đến toàn diện đến sức khỏe, kể cả là lâu dài là về giống nòi. Đấy là ma túy nói chung. Nhưng cái ma túy tổng hợp, những cái loại ma túy mới hiện nay ấy, thì cái độ độc hại và cái sự tàn phá ấy, nó cao hơn nhiều so với lại cái loại trước. Trước đây thì cái thế hệ cũ, những các cụ nhà ta ngày xưa ấy, thì nằm trên cái bàn đèn hút thuốc phiện vẫn có thể sống thọ được đến 70-80, vẫn lao động được. Nhưng hôm nay nếu như dính vào cái sử dụng các cái loại ma túy mới, ma túy tổng hợp, cái độc tố độc hại cao như vậy thì sức khỏe sẽ tàn tạ ngay từ tuổi trẻ, và tương lai về cuộc sống, kể cả là giống nòi, sẽ đi vào cái chỗ rất là nguy nan. Thưa đại tá Vũ Văn Hậu, là vậy thì đối tượng sử dụng ma túy mới là những đối tượng nào đây ạ? Trong cái cuộc đấu tranh này ấy, thì cứ mỗi khi chúng tôi lập chiến công thì cũng lại đằng theo đó là một cái sự trăn trở suy tư về người nghiện, những cái thế hệ, những cái một bộ phận cái các bạn trẻ thanh thiếu niên mà mắc vào cái nghiện ma túy, thì đằng sau đó đương nhiên là một cái gia đình không hạnh phúc, mà nếu nói đúng hơn là có thể rất dễ đến bờ vực của sự tan nát. Như bác Hồ đã từng nói là một năm thì khởi đầu bằng mùa xuân, mà cuộc đời thì bắt đầu bằng tuổi trẻ. Thế mà khi một con người sinh ra ở cái lứa tuổi trẻ không chịu, không được quản lý giáo dục tốt, không chịu tu dưỡng học tập rèn luyện để lập thân lập nghiệp có cuộc sống lành mạnh, mà xa vào cái con đường nghiện ma túy, ho vào cái con đường tội phạm và tệ nạn, thì cũng có nghĩa là tương lai rất là mờ mịt và thậm chí là đi vào ngõ cụt.